Xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh Thành Watch Talk. Thì trong video ngày hôm nay Thành sẽ chia sẻ với anh chị góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày 9 tháng 5 và qua đó sẽ chia sẻ cho anh chị top 5 ngành ở thời điểm hiện tại. Anh chị có thể là chọn lựa để mà tham gia tại những cái vùng mua tương đối là hấp dẫn và đặc biệt những ngành này trong video này thành chia sẻ cho các anh chị nó chỉ là những ngành để anh chị đầu tư trong giai đoạn ngắn hạn mà thôi và nó có giá trị từ cái thời điểm hiện tại trong một khoảng thời gian ngắn chứ nó không kéo dài trong dài hạn nên là anh chị lưu ý cho từng cái điểm mua của thành chia sẻ cho những anh chị sắp tới nếu mà anh chị có xem video lại ở trong những giai đoạn tới nha rồi thì trước khi mà mình đi vào năm cái nhóm ngành đó đó thì mình sẽ chia sẻ một chút cái góc nhìn về thị trường trong phiên giao dịch ngày hôm nay trước À, có lẽ là nhiều anh chị cũng khá là hụt hẫng với cái việc là thị trường nó chững lại trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay đúng không ạ? Đấy và chúng ta vẫn đang kỳ vọng rất là nhiều là thị trường sẽ tiếp tục và nối tiếp cái xu hướng tăng trong giai đoạn sắp tới. tuy nhiên cái việc mà thị trường mà nó chỉnh lại ở thời điểm hiện tại cũng là một cái điều hoàn toàn bình thường và dễ hiểu. thứ nhất á, là ở thời điểm này chúng ta thấy là về mặt tin tức và các yếu tố thông tin á, thì gần như là không có quá nhiều yếu tố để mà hỗ trợ cho đà tăng của thị trường là cái đầu tiên. cái thứ hai á, là dòng tiền tiền và lực cầu nó tham gia vào thị trường thì trong phiên ngày hôm qua chúng ta thấy là dòng tiền vào thị trường cũng rất là ổn đúng không và vào những cái nhóm cổ phiếu trụ rất là tốt đó là những cái phiên mà khiến chỉ số tăng điểm rất là tích cực và anh chị cứ lưu ý đi cái phiên nào mà dòng tiền nó vào được cổ phiếu trụ tốt là cái phiên đó dòng tiền nó tăng điểm rất là tốt còn những cái phiên còn lại thì gần như là cái anh chị nhìn qua cái nhóm ngành ngân hàng là anh chị cũng đủ thấy cái vấn đề đó rồi khi mà nó cứ dập nhiều xanh đỏ xanh đỏ quanh mức tham chiếu không á thì nó sẽ rất là khó a à, để mà chỉ số có một cái đà bật tăng mạnh được mà chỉ số khó tăng mạnh á thì anh chị chắc chắn cũng sẽ gặp cái hiện tượng đối với các cái cổ phiếu của mình đang nắm giữ tức là các cổ phiếu tăng rất là tốt ở giai đoạn đầu phiên và sau đó dần 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 đi lùi ở giai đoạn cuối phiên thì nhìn về thanh khoản thì anh chị cũng thấy được cái điều đó đúng không? đấy đầu phiên thanh dòng tiền vào rất là tốt nhưng về cuối phiên đã bắt đầu có tín hiệu chững lại và thua sút rất nhiều so với phiên trước đó để rồi kết phiên là đóng cửa thấp hơn so với phiên giao dịch trước đó. À, thì với những cái tín hiệu này thành thấy cũng hoàn toàn bình thường trong cái bối cảnh ở thời điểm hiện tại và sau một cái nhịp tăng của thị trường ở giai đoạn trước đó và thêm vào đó nữa là khối ngoại ngày hôm nay họ vẫn tiếp tục bán rồng ha họ bán rồng hơn 200 tỷ thì đây cũng là những cái yếu tố những cái dấu hiệu mà cho chúng ta thấy là cái áp lực đến từ khối ngoại vẫn còn rất là lớn trong một cái thời điểm mà thị trường vẫn đang duy trì với mức thanh khoản thấp ha thì tại cái thời điểm này những cái nhóm ngành mà anh chị muốn đầu tư và anh chị muốn đạt được một cái hiệu quả đầu tư nhất định tức là một cái biên lợi nhuận khoảng từ 8 cho tới 10 phần thì anh chị nên chọn những cái nhóm ngành nào đó mà nó có câu chuyện hoặc là nó có cái động lực để tăng giá ở trong giai đoạn ngắn hạn thì lúc đấy gọi là cái biên lợi nhuận của anh chị nó mới tốt được. Còn những cái nhóm ngành mà gần như là nó không có câu chuyện hoặc nó không có động lực tăng giá thì lúc đấy sẽ rất là khó và đương nhiên là nó vẫn sẽ tăng anh chị. Anh chị này hiểu ý của thành không ạ? À? Có nghĩa là nó vẫn sẽ tăng theo thị trường nhưng nó sẽ tăng ở những nhịp cuối thì lúc đó cái gọi là cái việc đầu tư của mình trong xuyên suốt cái nhịp phục hồi nhịp tăng của thị trường ấy, nó sẽ không được hiệu quả tối ưu nhất ha. À, đó vậy nên là đây là cái lý do tại sao mà ngày hôm nay thành làm video này để chia sẻ cho các anh chị. Rồi, thì khi mà nhìn về thị trường á là cái việc mà chỉ số mà nó chịu áp lực chốt lời quanh cái vùng 1050 cho tới 1060 điểm là một chuyện hết sức bình thường. Và thêm vào đó chỉ số cũng đang có một cái gì đó, chịu áp lực bởi cái đường xu hướng giảm trong trung hạn. À, thì đây vẫn là một cái áp lực rất là lớn cho chỉ số và nó buộc chỉ số nếu mà muốn vào xác nhận vào cái nhịp hồi mạnh á thì nó phải bứt thoát luôn ha nó phải bứt thoát luôn khỏi cái đường cái đường xu hướng giảm trung trung hạn này thì lúc đó chỉ số nó mới phục hồi mạnh được còn nếu mà chỉ số nó cứ dập dài dập nhiều trong cái biên độ tích lũy này á chỉ số nó cứ dập nhiều trong biên độ tích lũy này thì đây là cái thời điểm dòng tiền nó sẽ luân chuyển à nó sẽ luân chuyển giữa các cái nhóm ngành trong quá trình mà chỉ số nó dập nhiều rồi sau đó chờ một cái tín hiệu xác nhận của dòng tiền À, thì lúc đó gì ạ nó mới có thể là bứt phá ở những giai đoạn tiếp theo được đó thì đó là cái góc nhìn tổng quan của thị trường trong một cái giai đoạn ngắn hạn sắp tới có thể nói là từ 1 tới 2 tuần à, thì tại sao thành nói lại nói như vậy thì khi mà nhìn về khung đồ thị giờ thì chúng ta thấy là cái đà tăng của chỉ số vẫn đang được ủng hộ đúng không Đấy, thì trong ngắn hạn thì cái đà tăng nó vẫn đang được ủng hộ nhưng mà xét về khung đồ thị dài hơn lớn hơn là khung đồ thị ngày thấy thì chúng ta thấy là nó vẫn đang chịu cái áp lực lực cản ở bên trên này rất là lớn nên là cái gọi là cái diễn biến thì đây là cái góc nhìn cá nhân nên là anh chị nào có đầu tư thì có thể là tham khảo và lưu ý thêm ha thì đây là cái diễn biến của thị trường và thành kỳ vọng ha thành kỳ vọng thì đối với những cái diễn biến mà nó đang chuyển động tích cực như vậy thì nó sẽ có xu hướng là ít nhất nó sẽ hướng lên được quanh đâu đó khoảng 106 x rồi nó mới cho tín hiệu là ở ừ, có điều chỉnh hay không trong những giai đoạn sắp tới đó thì đây là một cái kỳ vọng của thành cho cái nhịp phục hồi này nên là trong cái giai đoạn mà thị trường nó tăng từ 105 x lên 106 x nó khoảng 10 điểm thôi nhưng mà trong cái quá trình mà nó giằng co nó dập nhiều á thì nó cũng là cái cơ hội để mà anh chị kiếm lợi nhuận trên những cái nhóm ngành khác rồi ha. Đấy thì đó là những cái yếu tố mà thành muốn chia sẻ thêm với anh chị trong cái cái cái, cái thời điểm này. Đó, còn ở góc độ mà ngắn ngày hơn nữa, ngắn hạn hơn nữa thì chúng ta sẽ có một cái kịch bản như thế này. À, đây là những cái kịch bản về góc độ cá nhân nha. Anh chị nào có đầu tư thì lưu ý nha. nha. Ở đây là kịch bản về góc độ cá nhân. Thấy để với góc độ cá nhân thì Thành nghĩ là nó sẽ diễn biến theo cái kịch bản này và với cái nhịp hồi này thì nó chưa thể ha chưa thể vượt được cái đường xu hướng cái đường cản chéo trong gọi là trong trung hạn này và nó sẽ quanh đâu đó móc 1.006 x ha đó thì đây là cái vùng mà anh chị cần phải lưu ý và cần phải theo dõi thêm trong giai đoạn sắp tới mặc dù là à, khung một khác nó đã cho những cái tín hiệu rất là tốt rồi nhưng mà với đây là khung ngắn hạn anh chị nên là nó có thể là đảo chiều bất kỳ lúc nào ha đó là đó là những cái điều mà anh chị có thể là lưu ý nên là cái việc chọn cổ phiếu của anh chị cần phải được chắc chiêu ở thời điểm hiện tại và chúng ta đặc biệt là chúng ta phải chọn được những cái ngành mà nó còn cho anh chị điểm mua đó thì chẳng hạn như ngày hôm nay đi chúng ta thấy là cái nhóm ngành nổi bật nhất là có thể là kể đến đó là bất động sản khu công nghiệp đúng không à. thì cái ngành hôm nay nổi bật nhất có thể kể đến đó là bất động sản khu công nghiệp đầu tiên thì chúng ta sẽ thấy đó là kinh bắc rất là tốt đúng không ạ? Tín hiệu tăng rất là tốt, rất tích cực và nó vượt được cái vùng đỉnh trước đó. A, à, đây là những cái tín hiệu rất là tích cực của cổ phiếu và tiếp theo đó là những cái cổ phiếu như là IDC là cũng quay trở lại xu hướng tăng rất là tốt. À, những anh chị nào mà mua được vùng nền rồi thì những cái phiên này rất là yên tâm để mà chúng ta nắm giữ cổ phiếu đúng không ạ? À, còn anh chị nào mà chưa mua được vùng nền thì có thể là chờ những cái nhịp mà nó test lại vùng nền quanh giá 38, 39 á, thì những vùng này anh chị quay trở lại anh chị mua. ấy à, và tiếp theo những cổ phiếu như là SJC thì hôm qua nó đã bứt thoát khỏi cái cái vùng đỉnh rồi. Thì hôm nay nó đã có những nhịp bậc tăng và những nhịp rất là tốt tuy nhiên là nó cũng chịu áp lực chốt lời nha anh chị ha, Nó cũng chịu áp lực chốt lời nên là đối với những cái cổ phiếu này gần như là nó không còn điểm mua cho anh chị nữa, à, và sóng này là những cái sóng tăng cuối cùng của các cổ phiếu nên là khi mà anh chị canh anh chị mua vào những cái nhịp này á thì trong những cái nhịp điều chỉnh nó sẽ gặp áp lực rất là lớn, à, và có khi anh điều chỉnh rất là mạnh và chúng ta không lường được cái điều đấy đó, thì đó là những điều mà anh chị cần phải lưu ý và cần phải theo dõi thêm. thì năm nhóm ngành ngày hôm nay thành chia sẻ cho các anh chị đó là chứng khoán, đó là thép, đó là Ờ, đầu tư công à, đó là dầu khí và đó là bất động sản bất động sản thì anh sẽ lọc ra một vài cổ phiếu nha chứ không phải là cổ phiếu nào cũng đầu tư được và cuối cùng là ngành điện à, đấy thì với những cái nhóm ngành này thì anh chị thấy là hôm qua Thành đã có làm một cái video chia sẻ rất là chi tiết ở về ngành điện để có nên đầu tư trong giai đoạn quý 2 hay không Thành đã chia sẻ rất là chi tiết từng cái 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 doanh nghiệp điện trong video đó rồi, nhưng mà tổng tắt và tổng thể lại là anh chị nên đầu tư vào những doanh nghiệp thuộc dạng điện khí và năng lượng tái tạo như là điện gió, điện mặt trời, hạn chế đầu tư vào điện than hoặc là thủy điện ở thời điểm hiện tại nha. Rồi, à, ok, chúng ta sẽ đi qua từng ngành nha trước tiên á, là nhóm ngành chứng khoán thì tại sao thành lại lưu ý nhóm ngành chứng khoán ở thời điểm tăng ở thời điểm hiện tại thì cái nhóm ngành này á, nó cũng là một trong những cái nhóm ngành nó tăng rồi ha nó tăng phiên trước đó luôn phiên hôm qua đấy nó tăng ở phiên trước đó thì đối với những cái nhịp tăng này thì nó cũng sẽ cần những cái nhịp test những cái nhịp điều chỉnh trở lại thì đây là những cái lúc mà anh chị nên canh mua ở nhịp sau có là cái nhịp thứ hai thường á, thì anh chị nào theo dõi thành thì chúng ta sẽ biết là một cái cổ phiếu chúng ta sẽ có hai điểm mua đấy thứ nhất là mua ở vùng nền ấy thứ hai là nó break qua khỏi đây thì chúng ta sẽ sẽ mua thêm đấy là cái phiên break nè đó thứ nhất là cái điểm mua đầu tiên là cái mũi tên à, thành để cái mũi tên màu xanh nha đó anh chị mua trong cái vùng nền này thứ hai là anh chị mua cái phiên break này và thứ ba là dành cho anh chị nào mà chưa kịp mua đó là điểm mua cuối cùng á là anh chị mua khi mà nó nó test lại ha nó test lại cái 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 vùng đà này thì lúc đó anh chị canh anh chị mua đó thì đối với các cổ phiếu chứng khoán thì ở thời điểm hiện tại nó đang có động thái như vậy thì bây giờ cái dòng tiền nó luân chuyển hơn chị dòng tiền nó tham gia vào hết đối với khu công nghiệp đối với một số cổ phiếu khác rồi thì bây giờ nó bắt buộc là nó phải chốt lời bớt đối với cổ phiếu chứng khoán đúng không thì đối với nhóm ngành chứng khoán thành vẫn đánh giá là nó sẽ còn dư địa để tăng nhưng trong ngắn hạn thu đó thì cái kỳ vọng của mình có thể là lên đâu đó được khoảng tầm về quanh cái đỉnh cũ hoặc là, là vượt vượt đỉnh cũ một tí là về quanh mốc 24 ở vùng phía bên trên đấy thì nếu mà anh chị mua khi mà những cái nhịp mà nó bắt test về vùng nền đó mà nó lên khoảng độ được gần quanh 24 á thì anh chị cũng được khoảng 10 phần trăm ha còn nếu mà nó thủng cái vùng nền này thì anh chị cắt lót ở vùng bên dưới à là anh chị mất đâu đó khoảng chưa tới 5 phần à. trăm đó thanh nghĩ đây vẫn là một cái cơ hội rất là tốt để mà anh chị có thể là chấp nhận rủi ro và mình đánh đổi ở thời điểm hiện tại cho cái mục tiêu ngắn hạn của mình đó à. thì thứ nhất thì thành sẽ chia sẻ cho anh chị đó là nhóm ngành chứng khoán à, đó, là về cổ phiếu SSI ở thời điểm hiện tại khi mà anh chị thấy là nó chạm về những cái vùng hỗ trợ là quanh 20 22 hoặc là 21.8 này nè đó thì về đây thì anh chị canh anh chị mua nó sẽ an toàn hơn tiếp theo đó là chúng ta sẽ thấy đối là v... VND thì về cái tốc độ thì con đối với hai cái mã đầu ngành là SSI và VND thì con VND nó sẽ chậm hơn một tí nên là anh chị nào mà thích nhanh thì có thể là chọn SSI và nó cũng được sự chú ý khá là nhiều đến từ khối ngoài đó thì anh chị lưu ý ha đấy con VND nó cũng sẽ tương tự như vậy nó có những cái nhịp test lại nè đó quanh vùng giá 15 hoặc là 14.8 gì đấy test lại những vùng này thì anh chị canh mua nó vẫn rất là ok trong giai đoạn sắp tới anh chị nào có đầu tư vào nhóm ngành chứng khoán thì cũng có thể là lưu ý của phía VND ha thì cái cách chọn điểm mua thì nó cũng tương tự SSI thôi nên là thành không có nhắc lại nữa thành chỉ nêu cái vùng giá để anh chị theo dõi thôi nha đó Tiếp theo là con VCI Thì VCI ở thời điểm hiện tại nó cũng đang tăng khá là dốc Và nó không có cho chúng ta một cái nhịp chỉnh Hoặc là một cái nhịp cân bằng gì hết Để mà chúng ta chọn điểm mua Thì bây giờ câu chuyện là nó chưa cho nhịp chỉnh Thì chúng ta chờ đi à, Chờ xem thử là nó có nhịp chỉnh Nó có nhịp test lại ở vùng bên dưới hay không Thì khi mà nó chỉnh và nó test lại vùng bên dưới Có thể độ là quanh khoảng 31.x cho tới 32 đó quanh à, Quanh 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 32 đó Thì khi mà nó test về vùng này Thì anh chị canh mua vẫn rất là ok à, Vì khi mà anh chị canh mua ở vùng này Thì cái kỳ vọng cái biên lợi nhuận chúng ta có thể có thể là kỳ vọng nó lên đâu đó khoảng 34 hoặc là xa hơn tí nữa nó là khoảng 35 36 ở vùng kháng cự phía bên trên. Đấy vùng kháng cự phía bên trên này. Đấy, thì đó là những cái kỳ vọng tiếp theo của chúng ta cho cái cổ phiếu PCI trong giai đoạn sắp tới. Đó anh chị nào có đầu tư thì có thể là lưu ý thêm đó. Thì khi mà anh chị chọn mua một cái cổ phiếu á là cái thứ nhất anh chị sẽ nhìn về đó là cái vùng mục tiêu của anh chị, anh chị sẽ kỳ vọng nó về mục tiêu nào. Và thứ hai anh chị sẽ nhìn về cái vùng mà anh chị đặt cắt lỗ ra thì xem cái mục tiêu và cái cắt lỗ đó tỷ lệ nó có có, có tương xứng hay không. tất nhiên tỷ lệ tối thiểu chúng ta phải là 2:1 thì chúng ta mới đầu tư được. Tức là cắt lỗ lúc nào phải, à, à, bằng một nửa đối với cái vùng mục tiêu thôi, cái vùng chốt lời thôi, cắt lỗ lúc nào cũng phải bằng một nửa hết. Đấy, thì từ đó chúng ta sẽ thấy là anh chị sẽ chọn lựa được những cái cái cơ hội đầu tư mà nó tương xứng và chúng ta loại bỏ được những cái cơ hội mà nó không phù hợp đối với cái bản thân hoặc là cái góc nhìn cá nhân của mình hả đó là những cái mà hình chia sẻ thêm cho các anh chị trong giai đoạn sắp tới rồi tiếp theo đó là về cổ phiếu HCM thì HCM ở thời điểm hiện tại thì nó có tín hiệu là nó vượt cái cản chéo này rất là tốt nè đấy nó có tín hiệu là đang có những động thái là nó vượt cái cạn chéo này rất là tốt thì nếu mà anh chị nào mua được ở những vùng trước đây rồi ha mua được ở những vùng trước đây rồi đâu đó tầm 24 25 á thì rất là yên tâm rồi thì khi nào mà nó vượt á, thì anh chị mua thêm còn anh chị nào mà chưa mua được thì cũng tương tự như vậy chờ cái nhịp vượt này nè đó chờ phiên mai xem nó có đóng nến trên được cái đường cản chéo này hay không thì lúc đó anh chị canh anh chị mua thêm còn nếu mà anh chị nào mà muốn nhanh hơn nữa thì anh chị nên chọn ở khung đồ thị 1h à, ha nên chọn khung đồ thị 1h nè thì anh chị thấy là nếu mà khung đồ thị 1h á mà nó có dấu hiệu mà nó đóng nến trên được cái đường cản chéo đường xuống này rồi á thì anh chị anh chị canh mua trong những dịp sắp tới ha à, đó là cái cái xu hướng tiếp theo cho cái cổ phiếu HCM trong giai đoạn sắp tới anh chị nào có đầu tư thì lưu ý đó. thì thành hướng dẫn cho anh chị tại vì nó cũng là điểm mua ngắn hạn thôi nên là bắt buộc là anh chị phải phải nhanh và chúng ta có những cái giá vốn nó an toàn rồi tiếp theo là cổ phiếu SHS thì đối với SHS ở thời điểm hiện tại ấy, thì nó đã tăng một phiên trước đó rồi đối với những cái cổ phiếu này thì nó đã không có cái điểm mua nữa thì anh chị để ý là những cái cổ phiếu nhỏ như là shs nè như là sbs nè đó nó tăng đó là tốt như vậy rồi hoặc là abs cũng tương tự như vậy hoặc là cổ phiếu VX đi hôm nay nó tăng trần như vậy rồi thì gần như là nó không có điểm mua thêm cho các anh chị nữa nên là mình bắt buộc là mình phải tìm kiếm cơ hội xem các cổ phiếu khác nãy à, đấy thì dòng thì nó sẽ lên cùng một ngành mà nên là anh chị chọn lựa anh chị đầu tư như vậy thì nó cũng phải cũng rất là hợp lý à, tuy nhiên thì có một số cái cổ phiếu thì nó đang cho thấy những cái dấu hiệu là nó muốn điều chỉnh và chưa có tín hiệu dòng tiền quay trở lại tích cực thì đối với những cái cổ phiếu này như con FTS ở thời điểm hiện tại thì cái xu hướng tăng của nó vẫn đang mặc dù là vẫn đang được đảm bảo nhưng mà so với cái điểm mua thì nó lại không an toàn thứ nhất là anh chị phải chờ nó test về cái đường xu hướng này xem nó có bật lên được hay không thì lúc đó chúng ta mới canh mua còn nếu mà nó không bật lên được thì nó sẽ hình thành mô hình vai đầu vai ở đây và nó sẽ gãy luôn ở trong những giai đoạn sau đó nên là anh chị lưu ý thêm đối với cổ phiếu này thì mỗi cổ phiếu đó, nó, nó có những cái diễn biến khác nhau thôi anh chị trước đây nó tăng nhiều quá rồi thì bây giờ nó chững lại và tích lũy lại nó đi ngang và nó gãy là chuyện hoàn toàn bình thường ha đó miễn sao nó đủ cái biên độ tăng giá của nó là được đó thì anh chị thấy là con fts này nó vẫn có cái đường đang có cái đường cản chéo đúng không đấy cái đường xu hướng giảm trong ngắn hạn đấy thì nếu mà một là về đây nó bật lên được thì anh chị canh anh chị mua thăm dò một ít còn anh chị nào an toàn hơn nữa thì chờ nó vượt hẳn luôn cái đường chẳng chéo này thì chúng ta sẽ chúng ta sẽ mua thêm à, chúng ta sẽ mua mới ở cái giai đoạn phía sau ha, à, đó thì FTS thì thành cũng thấy là chưa có điểm mua ấy có mỗi con CTS thì ở thời điểm hiện tại nó đang có cái điểm mua khá là ổn thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị theo dõi ha thì bây giờ nó đã vượt được cái cạn chéo rồi và nó có nhịp bắt test lại luôn rồi thì anh chị canh thử đi ha. À, anh chị nhìn về cái khung 1H nè đó anh chị nhìn về cái khung 1H an toàn hơn thì cứ nhìn khung 1H thì chúng ta thấy là nó đang có nhịp bắt test lại cái cái đường cạn chéo này thì anh chị nào có đầu tư thì cứ mua thăm dò trước hay hoặc là chờ ngày mai coi là nó có vượt được cái cản chéo này hay không đó thì theo hướng mũi tên thành vẽ đó thì nó vượt rồi nó test lại thì nó sẽ cho anh chị hai cái điểm mua đó thì tùy vào cái diễn biến của thị trường thì anh chị chọn cái điểm mua phù hợp cho mình nha đối với cổ phiếu cts thì có thể là quanh đâu đó khoảng 17 thì anh chị theo dõi lại được rồi có cái diễn biến của nó như thế nào rồi mình chọn cái điểm mua phù hợp cho cá nhân của mình ha à, rồi ok thì đó là những cái cổ phiếu chứng khoán a à, bsi một số anh chị có quan tâm là bsi thì thật ra những cái vùng này nó không có cái điểm mua phù hợp bởi vì nó đã tăng quá nhiều rồi và nó rất dễ điều chỉnh bất kỳ lúc nào ha còn mbs ở thời điểm hiện tại cũng tương tự như vậy nha nó tăng quá nhiều rồi nó rất dễ điều chỉnh bất kỳ lúc nào nên là những cái cổ phiếu này thì anh chị cũng nên cẩn trọng một tí thay vì là mình tham lam ở thời điểm hiện tại ha rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ nói đến đó là ngành thép thì ngành thép này có lẽ thành cũng đã chia sẻ cho anh chị trong một cái video trước đó rồi ha thì cái video này cũng được rất là nhiều anh chị quan tâm về cái nhóm ngành thép ở thời điểm hiện tại và tại video đó thành cũng đã cho anh chị điểm mua luôn rồi và nếu nhớ không lầm thì video đó thì chúng ta đang ở những cái phiên này ở và thành cũng có chia sẻ là nếu mà nó test và nó tích lũy nền lại hoặc tích lũy nền lại á, thì anh chị có thể là anh chị canh mua trong vùng nền được cho các cổ phiếu này thành lấy ví dụ như là hoa sen à, khi mà nó tích lũy lại nền như thế này thì anh chị hoàn toàn có thể là canh mua trong vùng nền và nếu mà anh chị không mua được trong vùng nền thì những cái nhịp bức thoát như dịp ngày hôm nay thì anh chị hoàn toàn có thể mua còn nếu mà anh chị không mua được trong phiên ngày hôm nay nữa thì anh chị hoàn toàn có thể mua ở nhịp test lại thì đây là những cái cổ phiếu mà nó vừa chớm tăng à, nên là anh chị mua thì có có thể là biên lợi nhuận nó sẽ tốt hơn so với những cái cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh tăng nhiều rồi như đối với nhóm ngành bất động sản của công nghiệp trong phiên giao dịch ngày hôm nay à, đó thì đối với những nhóm ngành đó thì anh chị nào có hàng thì anh chị giữ thôi anh à, chị lưu ý ha rồi, tiếp theo là cổ phiếu Nam Kim cũng tương tự như vậy ha, tương tự như vậy. Thì anh chị sẽ thấy là khi nào nó có nhịp bách test lại cái vùng nền này thì anh chị canh anh chị mua trong giai đoạn tiếp theo. Đó. Thì vùng nền này nó cũng gần nó quanh 14.8 thôi thì chúng ta theo dõi để mà chúng ta canh mua ở trong giai đoạn sắp tới. Tiếp theo đó là cổ phiếu HPG. Thì HPG nó cũng đã vượt rồi ha, nó cũng đã vượt rồi nhưng mà nó gặp áp lực kháng cự ở vùng giá 22.x nè. Nó quay đầu nó điều chỉnh là một chuyện hết sức bình thường. Đó, nên là trong những cái nhịp điều chỉnh những áp lực điều chỉnh này nó test về lại vùng nền bên dưới thì anh chị canh anh chị tham gia vẫn rất là ok cho cổ phiếu hbg ấy tuy nhiên thì với ba cổ phiếu này anh chị muốn nhanh thì nên chọn hoa sen hoặc là nên chọn năm kim còn anh chị muốn uh, gọi là muốn an toàn chắc chắn hoặc là có góc độ là muốn đầu tư dài hạn luôn thì nên chọn hbg à, tùy theo cái góc độ của mỗi người nha Đấy, thành thì chắc chắn thành sẽ chọn hai cổ phiếu kia rồi Đấy rồi tiếp theo là nhóm ngành bất động sản, bất động sản thật ra nó có một số cổ phiếu như là NTL nè, hả? những cái cổ phiếu như thế này nè, nó đã chạy gọi là chạy rất là mạnh rồi, cái biên độ rất là mạnh rồi, nên là những cái nhịp này anh chị rất là khó để mà anh chị mua và anh chị có một cái lợi nhuận tốt được, ha, đối với các cổ phiếu này thì tạm thời thành sẽ không có ưu tiên, hả? thành sẽ ưu tiên các cổ phiếu mà nó chưa chạy hơn, hả, ví dụ con Nam Long thì nó cũng đã chạy rất là rất là nhiều trong giai đoạn trước rồi, thì bây giờ cái quan trọng của cổ phiếu Nam Long á, thì bắt buộc là anh chị phải theo dõi là cái nhịp điều chỉnh của nó, nhịp điều, điều chỉnh của nó. Nếu mà nó test về lại cái đường xu hướng này, Đấy. test về lại và đây ngang đây nó cũng là cái vùng hỗ trợ nè, quanh vùng giá là 32.4. thì nếu mà nó về vùng này và nó giữ vững ổn và nó bật lên được thì anh chị canh anh chị mua tuy nhiên thì thành cũng lưu ý nha mua cái vùng này thì cái dư địa của nó không nhiều nó cao lắm thì nó lên độ tầm khoảng 37 x thôi đấy 37 x thì nó cũng được khoảng đâu đó 90 phần trăm ấy nhưng mà cái mức độ rủi ro nó sẽ cao hơn nên là tùy góc độ đầu tư của các anh chị ha anh chị lưu ý thêm cái yếu tố này rồi đấy tiếp theo là chúng ta sẽ thấy là có Vinhome Vinhome ở thời điểm hiện tại thì nhìn chung là đây là những cái cổ phiếu Vinhome thì rất ít nhà đầu tư mình ưa chuộng đúng không nhưng mà cái vị thế của nó đang khá là ổn ha, Ở góc độ cá nhân của thành này, thấy vị thế đang khá là ổn, thứ nhất là nó vượt cạn chéo nè, thứ hai là nó có tích lũy nền nè, đó thì nó khá là giống cái, cái cái nhóm ngành thép trong giai đoạn trước đó đúng không? đấy tích lũy nền, vượt cạn chéo rồi tích lũy nền nè năm kim cũng tương tự như vậy vừa cạn chéo rồi lại tích lũy nền đó thì bây giờ cái con vinhome nó sẽ như thế đó thì đối với cái cổ phiếu vinhome á anh chị có thể thăm dò được trong cái vùng nền và khi mà chúng ta xem về cái khung đồ thị một h á, thì chúng ta thấy là nó đã có nhịp vượt nè anh chị lưu ý nha trong khung đồ thị một h là tín hiệu nó sẽ ngắn hơn nha đấy nó đã có nhịp vượt và nó có nhịp test lại và nó bật lên thành công đó thì những cái nhịp này là những cái nhịp anh chị theo dõi để mà anh chị mua vào rất ok tại vì sao tại vì nó có thêm khối lượng nữa. khối lượng nó vượt trội hơn so với những phi trước đó đó thì đây là những cái tín hiệu ngắn hạn ha tín hiệu ngắn hạn để mà anh chị thì chị theo dõi và anh chị có cái điểm mua nó sớm đối với cái cổ phiếu như là Vinhome thì đối với Vinhome nếu mà tích cực thì nó có thể là quay lại À, quay lại tầm năm 54, à, anh chị mua 49 về 54 anh chị chốt lời 10 phần trăm là quá ok rồi đó thì đó là những cái tín hiệu để mà anh chị theo dõi còn nếu mà nó gãy nó rơi hoặc là ít nhất là nó rơi khỏi vùng giá 47 48 bên dưới này đi nó rơi khỏi 47 đi thì anh chị, anh chị cắt lỗ khoảng 34 phần trăm thì anh nghĩ nó không phải là một cái mức cắt lỗ uh, quá lớn ở thời điểm hiện tại à, Đấy, tiếp theo thì anh chị sẽ theo dõi thêm đó là về cổ phiếu SCR SCR thì trước đó nó đã có một nhịp test rồi đúng không đã có một nhịp test khá là thành công rồi thì bây giờ nó tiếp tục nó test lại một lần nữa thì anh chị cứ theo dõi cái nhịp test này test lại thành công thì anh chị cứ canh anh chị mua cho cổ phiếu SCR trong giai đoạn sắp tới ha đấy cái nhịp vượt cạn chế rồi test lại nè đang khá là ổn ở thời điểm hiện tại anh chị đầu tư thì lưu ý đất xanh nó cũng sẽ tương tự như vậy anh chị nha đất xanh cũng sẽ tương tự như vậy nếu mà những cái cổ phiếu này anh chị muốn có được cái điểm mua sớm tại vì cái điểm hai này nè là cái điểm cuối cùng để mà anh chị mua rồi nếu mà anh chị không mua được ở cái điểm thứ hai này à, điểm cuối cùng này thì sẽ rất là khó ở những cái nhịp sau để anh chị mua bây giờ thành bật lại những cái cổ phiếu như con kinh bắc đi à, anh chị sẽ thấy à đấy anh nếu mà anh chị có đầu tư thì anh chị sẽ có có theo dõi cái những cái video của thành thì anh chị sẽ thấy đó thì đối với cổ phiếu này nè đó nhịp trước là nói gì ạ à? nó có một cái đường xuống nó giảm nó dốc xuống đúng không đấy nó dốc xuống thì những cái nhịp trong vùng nền này nè anh chị có thể thăm dò còn nếu mà những cái nhịp sâu anh chị không thăm dò được có khi nó không bắt tét luôn mà nó chạy luôn đó thì những những cái tình trạng như thế này sẽ rất là khó đúng không rất là khó để mà anh chị chọn được một cái một cái 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 cái, cái điểm mua phù hợp ở giai đoạn phía sau thì buộc lòng là anh chị phải theo dõi ở khung một h đấy một lòng phải theo dõi cung một H xem cái 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 nhịp bắt tết của nó là ở cái vùng nào để mà chúng ta quay trở lại chúng ta mua đó nếu mà anh chị theo dõi cung một H thì chắc chắn nó sẽ có đó thì đó là cái 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 yếu tố mà anh chia sẻ cho các anh chị để mà anh chị chọn cái điểm mua phù hợp cho cá nhân mình đó là về cổ phiếu các cái cái diễn biến của cổ phiếu đó thì con đất xanh bây giờ cũng tương tự như vậy anh chị ha Đấy, chị thấy là cái khung một H này, đấy, nó tăng lên, nó test lại tăng lên, thì bây giờ đang tiếp tục test lại và vẫn duy trì được nhịp bật tại cái vùng này, thì chúng ta hoàn toàn kỳ vọng, à, hoàn toàn kỳ vọng là cái nhịp bật của cổ phiếu ở trong giai đoạn sắp tới, đó anh chị nào có đầu tư thì có thể là là lưu ý, à, đối với cổ phiếu đất xanh thì những cái vùng này chị cũng có theo dõi để mua, ấy SCR thì cũng tương tự như vậy, à, SCR cũng tương tự như vậy tăng lên, test lại rồi bật, thì bây giờ có những nhịp tép nhẹ lại rồi sau đó gì, bứt phá tiếp đó còn anh chị nào muốn tín hiệu nhạy hơn nữa à, muốn có những cái điểm mua nó nó nhạy bé hơn nữa trong trường hợp là cổ phiếu nó té nó kéo luôn mà nó không test lại thì những cái nhịp này nè đó nếu mà nó không trong trường hợp mà nó không test lại cái nền này để nó bật lên á à, nó test lại đây để nó bật lên á đó, đó thì nó sẽ có gì nó sẽ có cái trường hợp là gì đấy nó vượt khỏi cái thằng này luôn đấy nó vượt khỏi và nó test lại như vậy đấy thì đây là tín hiệu ngắn ngày hơn nữa nha đó thì anh chị lưu ý để anh chị chọn được những cái điểm mua đẹp và những điểm mua an toàn cho mình tiếp theo là cái cổ phiếu DG ha Dg ở thời điểm hiện tại nó cũng tương tự cổ phiếu Nam Long, nó tăng khá nhiều và khá dốc rồi, nên là cái vị thế, ha, cái này gọi là vị thế nha, vị thế mua của anh chị không an toàn nữa. Đó, vị thế mua với điểm mua nó khác nhau, điểm mua thì anh chị chọn giá, chọn, chọn 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 điểm, chọn vùng để anh chị mua thôi. Còn vị thế mua là anh chị mua ở vùng đáy, anh chị mua ở vùng nền trên hay là anh chị mua ở vùng nền thứ ba, nền thứ tư đó. Thì những cái vùng vị thế mua ở trên đó, nó sẽ rủi ro hơn cho các anh chị à, đấy thì bây giờ những cái nhịp như thế này thì bây giờ yêu cầu là nó phải test về lại đúng không nó đang có cái đường hỗ trợ là quanh 18 thì bây giờ nếu mà nó test về lại quanh 18 mà nó bật lên được thì anh chị canh chị đầu tư được còn nếu mà test về 18 mà nó không bật lên được thì anh chị nên cân nhắc và anh chị chọn các cơ hội khác chọn các cổ phiếu khác ha rồi, uh, HDC, HDC thì nhịp này cũng khá là ổn, a à, thành bằng đánh giá khá là tốt. Nó cũng tương tự cổ phiếu đất xanh và cổ phiếu uh, SCR thì những cái nhịp test này của nó thì anh chị canh anh chị mua được à, những cái nhịp test như thế này nè. Đó test lại nên anh chị canh anh chị mua. Ở chẹp một h này nó cũng tương tự như vậy á. Đấy, anh chị thấy nó test một lần rồi đúng không? Đấy, nó sẽ chờ những cái nhịp test lần thứ hai thì anh chị canh anh chị mua nó vẫn rất là an toàn trong giai đoạn sắp tới. Đối với cổ phiếu HDC, đấy. Tiếp theo là cổ phiếu KDH, KDH thì nó cũng sẽ tương tự hai em kia thôi. Nó tương tự hai em kia, cái biên độ tăng của nó cũng đang kéo khá là dài. Đấy thì bây giờ câu chuyện là nó phải test về cái đường xu hướng này và nó bật lên được á thì anh chị canh anh chị đầu tư đối với cổ phiếu KDH, ví dụ là về quanh độ khoảng 28.8 nè mà nó bật lên được thì anh chị canh anh chị đầu tư nó sẽ ok hơn rồi các cổ phiếu như là ceo thì cũng sẽ tương tự như vậy nó cứ test lại nền mà nó ổn định thì anh chị canh anh chị đầu tư nó vẫn rất là ổn à ở nhìn chung là về nhóm ngành bóng sản cũng còn khá là nhiều cổ phiếu để mà anh chị theo dõi anh chị đầu tư rồi tiếp theo đó là nhóm ngành đầu tư công thật ra nếu mà thành gặp chung thì nó sẽ là đầu tư công và những cái nhóm ngành liên quan thì liên quan ở đây là có những cái vật liệu xây dựng như là thép đá xây dựng đồ này nọ đó thì với nhóm ngành đầu tư công thì nó đã có tín hiệu bật rồi anh chị lưu ý nha nó đã có tín hiệu bật rồi bật khỏi vùng nền rồi ha à, và bây giờ những cái nhịp test lại thì những cái nhịp anh chị canh để mà anh chị mua trong những nhịp cho, trong những phiên giao dịch sắp tới đó chẳng hạn như cái đường cản chéo nó cũng đã bật rồi luôn nè để thành ẩn bóp cái này để anh chị dễ theo dõi đó cái đường cản chéo nó cũng đã bật rồi luôn thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta là chúng ta quay lại chạc một hắt cái khung thời gian ngắn này hết. Đấy, nó test về lại được những cái vùng bên dưới này thì anh chị canh anh chị mua. À, anh chị canh anh chị mua bởi vì nó bật rồi và có khối lượng luôn rồi. Đó, nên anh chị lưu ý thêm những cái yếu tố này ha. Rồi, con FCN cũng tương tự như vậy anh chị ha. Nó đã trở lại được cái xu hướng tăng rồi. Thì bây giờ cái câu chuyện là nó test lại như thế nào và nó test lại ổn thì anh chị canh quay trở lại anh chị mua. Đó, gì canh nè, nó test lại nè để anh chị quay trở lại anh chị mua nó sẽ an toàn hơn hả và các cổ phiếu này nó chưa có bật tăng nhiều nên là cái dư địa tăng nó vẫn sẽ còn nhiều hơn so với những cái cổ phiếu mà nó đã tăng mạnh trước đây rồi đó anh chị nào có đầu tư thì anh chị nên lưu ý thêm những cái yếu tố này rồi tiếp theo là con HHV cũng tương tự như vậy anh chị lưu ý ha có HV nó cũng sẽ tương tự như thế. Nó đã có tín hiệu crack ở trước đó rồi. Thì bây giờ những cái nhịp mà nó nó tạo nền xong nó bắt test lại nền đó, ở thì anh chị canh anh chị mua vẫn rất là ok đối với các cổ phiếu như là HV. Đấy nó cứ test lại vùng nền thì anh chị canh anh chị mua thôi. Đấy vẫn rất là ổn đúng không? Thế thì anh chị thấy là đây là cái diễn biến cái xu hướng của các cổ phiếu mà nó chưa có động thái tăng quá mạnh ở thời điểm hiện tại để mình anh chị chọn lựa anh chị đầu tư. Chẳng hạn như những cái cổ phiếu mà nó vượt lên trở lại nè, đấy nó vượt lên trở lại được cái 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 uh nó bứt thoát lại được cái vùng giá 12 á, cái vùng kháng cự của nó trước đó đó, đó cái vùng trước đó nó gãy thì bây giờ ngay cản chéo nó cũng đã bật lên được rồi ha, cái đường xuống giảm nó cũng đã bật lên được rồi. Thì anh chị cứ quay về vùng 1H thôi và anh chị xem đấy những cái nhịp bắt tết lại như thế này là những cái nhịp anh chị canh mua đó là nhịp sắp tới nó có bắt tết là một nhịp nữa về độ quanh khoảng 12 thôi là anh chị canh anh chị mua được rồi đó. thì cái vùng 1H á thật ra không giúp anh chị mua giá tốt đâu mà nó giúp anh chị mua cái tín hiệu nó sớm hơn thôi đó có thể may mắn thì anh chị sẽ mua được giá tốt ha nó cho anh chị cái tín hiệu sớm hơn rồi rồi ok thì anh chị lưu ý ha tiếp theo là cái cổ phiếu CE. CE thì hôm qua như thành có chia sẻ rất là kỹ rồi đúng không thì bây giờ nó đã vượt được rồi nó đã vượt được cái cạn chéo này rồi thì anh chị canh nó cứ test lại thì anh chị canh anh chị vào hàng à, nó cứ test lại thì anh chị canh anh chị vào hàng cho thành trong những cái đoạn sắp tới nha chèn một phát nó sẽ như thế đó đó anh chị thấy đúng không ạ lại chèn một phát nè tăng bật nè đấy nhịp bật rất là ổn đúng không lại nó cứ bật lại test lại thì anh chị canh anh chị vào hàng trong giai đoạn sắp tới thôi và thành nghĩ nhiều khả năng là mai con này nó có thể là bật tăng tiếp á thì anh chị nào có đầu tư thì anh chị lưu ý ha rồi đầu tư công rồi đúng không? lại nó thêm ngành nào nữa nhỉ? ngành dầu khí. À, thật ra dầu khí thì hôm nay nhiều mã nó tăng nhiều rồi. À, nên là có nhưng có một số mã thì nó cũng vừa chấm tăng. thì thành cũng lưu ý thêm. tại vì những cái cổ phiếu này thì nó đoạn rồi nó chưa có tăng nhiều. À, nên là thành cũng sẽ chia sẻ để mà anh chị theo dõi và anh chị đầu tư. thì đối với dầu khí thì như con BVD là ngày hôm nay nó bật nó tăng luôn đúng không? thì là nó đã hôm nay là phiên nó xác nhận nó vượt cản chéo rồi nè. có khối lượng đúng không? ạ đấy có khối lượng đúng không? đấy xác nhận vượt cản chéo rồi. nhưng mà sao những cái nhịp bật đầu tiên này nè nó rất dễ bị chốt lời rất là dễ bị bán thì mình tận dụng những cái nhịp đó mình xem thử coi là nó test lại được cái đường chẳng chéo này hay không trong giai đoạn sắp tới không để mình canh mình mua à chẳng hạn như cơ ở chạc một h đi thì bây giờ nó tăng nè anh chị thấy không ạ à? nó tăng và nó sẽ có nhịp gì nó sẽ có nhịp test lại thì những nhịp test lại này bật lên ổn thì anh chị vẫn canh mua được ha à, anh chị mua cao hơn vùng một, một tí nhưng mà gì ạ à? mình vẫn có thể là canh mua được cho các cổ phiếu như là bvd à, nó cũng giống giống như các cổ phiếu khác thôi đấy rồi con con oi con ôi thì nó vừa bật trong phiên ngày trước đó thì bây giờ nó phải có cái 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 nhiệm vụ là nó test lại à, nó test lại thì chúng ta sẽ canh chúng ta mua thì anh chị coi thêm ở chạc một h đó. cản chéo thì nó đã vượt rồi cản chéo ngắn hạn ở đây thì nó đã, đã vượt rồi thì đương nhiên là mình đầu tư ngắn hạn nên là mình sẽ theo dõi nhiều ở các yếu tố ngắn hạn anh chị lưu ý ha còn anh chị nào đầu tư lâu dài thì mình sẽ theo dõi thêm những yếu tố khác à, nên là hình mới nói là video này nó chỉ có giá trị trong vòng à, chắc có lẽ là đâu đó một hai tuần tới thôi à tại vì những cái đi mua có lẽ nó sẽ xuất hiện trong vòng một, một hai tuần tới thật ra bvs thì thành không có ưu tiên lắm à, thành cũng thích lắm nên là thành sẽ không có ưu tiên khuyến nghị cho anh chị ha rồi thế này chúng ta thấy là sẽ có bsr đấy bsr đây là cái diễn biến của nó nè đó, thành đã vẽ ra trước đó rồi thì bây giờ cái câu chuyện chúng ta là nó chỉ cần test lại cái vùng này quanh 16 sáu là anh chị canh anh chị mua được rồi đó giống như bsr nè anh chị thấy không ạ à? tăng nè tăng lên nè test lại tăng lên nè sẽ có những nhịp test lại để mà anh chị canh mua trong giai đoạn sắp tới đó thì đây là những cái 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 dấu hiệu của các cổ phiếu này còn các cổ phiếu như là BVT thì nó vẫn còn đang trong nền thì trong nền anh chị cứ mua thăm dò trước và khi nào nó bứt thoát khỏi nền thì anh chị sẽ mua gia tăng ở những nhịp sắp tới ha và nó đang có cái đường cản chéo này nè đó để anh chị nào tin ý hơn nữa thì anh chị chú ý là nó có đường chẳng chéo và nó đã bứt được rồi nó đã bứt được rồi và ở khung một h nó cũng có những nhịp test lại rất ổn rồi thì câu chuyện chúng ta là chúng ta sẽ sẽ chờ mua trong những nhịp test lại trong giai đoạn sắp tới hoặc là mua trước một phần trong vùng nền này luôn cũng được không vấn đề gì hết ha thật ra nó không chênh lệch bao nhiêu hết anh chị ha rồi con BBC này đúng không tăng nè hãy à, như hôm nay có nhịp test lại rồi chứ như cái phi hôm nay là đã có phim test rồi thì những cái nhịp này thì anh chị canh anh chị mua được còn nếu mà ngày mai nó tiếp tục nó test một lần nữa thì anh chị canh anh chị mua thêm cũng không vấn đề gì hết ha đó anh chị nào chưa mua thì thì có thể canh những phiên tới thế những con này á, thì nó sẽ đánh biên độ nó hơi lớn một tí nên là đôi khi là mình phải canh mình phải theo dõi nó sát một chút ha rồi ok thì cái nhóm ngành cuối cùng đó là cái nhóm ngành điện thì đối với cái nhóm ngành điện ở thời điểm hiện tại thì thành có chú ý con BC1 thì đương nhiên con này nó cũng đã tăng nhiều rồi cái vùng nền nó cao rồi Thế cái vị thế của nó mua vị thế mua của nó ở thời điểm hiện tại thì cũng không quá an toàn hả nhưng mà sao nó đang tích lũy lên nền khá là tốt nên là anh chị theo dõi thử thì đối với những cái cổ phiếu này á anh chị nào mà chấp nhận rủi ro một chút anh chị mua thăm dò trước trong vùng từ 28 cho tới 28.5 à, để mà anh chị thăm dò lấy vị thế trước rồi sau đó nó bật hẳn lên nó vượt hẳn lên khỏi vùng đời này thì anh chị sẽ sẽ mua ở những nhịp sau đó anh chị nào mà đánh trong những cái nhịp mà nó bứt thoát hoặc là rất out á mà anh chị không canh được những cái nhịp đó anh chị muốn canh tốt á thì anh chị qua chặt một giờ anh chị canh hả anh chị canh là nó cứ break qua đấy như những cái nhịp này nè đó nó break qua và nó có những nhịp back test lại thì một là anh chị mua được nhịp break thì nó quá tốt hai là anh chị mua trong những nhịp back test lại thì nó vẫn ok đó nên chị nào có đầu tư thì nên lưu ý những cái yếu tố này rồi đấy thì uh, tiếp theo là chúng ta sẽ có uh, RE và VSH là về thủy điện nên là Hành sẽ không có lưu ý à, không có đầu tư nhiều rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ thấy là con NT2 thì NT2 những cái nhịp này xem thử là nó test về độ đâu đó khoảng 30 anh chị xem thử là nó về đây nó có bật lên được hay không thì lúc đó mình sẽ canh mình mua mình canh mình đầu tư trong giai đoạn sắp tới GEG -E ở thời điểm hiện tại nó cũng đang chờ test về cái đường xu hướng anh chị nào có đầu tư thì lưu ý nha Đấy nó phải chờ nó test về cái đường xu hướng á, rồi trong những giai đoạn sắp tới chúng ta sẽ biết được cái cái xu hướng của nó sẽ như thế nào rồi chúng ta mới ra quyết định là để mà gì ạ à? để mà chúng ta đầu tư à, anh chị nào có đầu tư thì cân nhắc thêm rồi HDG ở thời điểm cũng tương tự như vậy Một là nó sẽ tích lũy Một là nó sẽ tích lũy ở đây Nó sẽ tích lũy ở đây hai là cái gì à? nó sẽ test lại cái đường xu hướng này một lần nữa rồi để mà và chúng ta cho cái điểm mua phù hợp trong giai đoạn sắp tới thì cái này anh chị bắt buộc là phải theo sát kỹ cổ phiếu để mà chúng ta ra quyết định đầu tư trong giai đoạn tới ha rồi ok thì đó là năm nhóm ngành thành lưu ý để mà anh chị đầu tư trong giai đoạn sắp tới và đặc biệt nó chỉ là những nhóm ngành trong giai đoạn ngắn hạn thôi anh chị còn quan tâm thêm nhóm ngành nào nữa thì có thể là bình luận phía bên dưới thành sẽ hỗ trợ tư vấn trực tiếp cho các anh chị và các cái cổ phiếu khác của các nhóm ngành khác ha thì hôm nay thành tập trung năm nhóm ngành này thôi thì cảm ơn anh chị rất rất là nhiều đã theo dõi video của Thành. Nếu anh chị thấy video hay thì có thể là đăng ký kênh hoặc là cho Thành một like để Thành có nhiều động lực làm nhiều video như vậy để chia sẻ thêm các cơ hội đầu tư cho anh chị trong giai đoạn sắp tới nha. Rồi ok, chào tạm biệt anh chị. Chúc anh chị có một phiên giao dịch ngày mai thật là thuận lợi ha.